Thái Trinh ồ mào bị Quang Đăng cắm sừng trầm cảm, tài năng nhưng lần đận mãi chưa nở rộ. Tài năng tiên bản với giọng hát ngọt ngào có dấu ấn riêng biệt, thế nhưng cái tên Thái Trinh đến nay vẫn mãi chưa tạo được tiếng vang. Trong khi đó, nữ ca sĩ chủ yếu được công chúng nhớ đến với những ồn ào từ việc bị bạn trai cắm sừng đến việc thừa nhận bị trầm cảm. Thái Trinh là nữ ca sĩ bước ra từ cuộc thi The Voice 2012. Cô có chất giọng trong trẻo đầy thực lực cùng khả năng chơi nhạc cụ tốt. Thế nhưng chặng đường âm nhạc của Thái Trinh là không thực sự nổi bật. Năm 16 tuổi, với cây đàn trên tay cùng những bài cover mộc mạc, Thái Trinh được cộng đồng mạng xã hội biết đến. Kể từ khi tham gia The Voice 2012, Thái Trinh trở thành cái tên được nhiều người quan tâm, nhưng so với bạn bè thời điểm cùng thi là Hương Tràm, Bùi Anh Tuấn, Tiêu Dương Như Quỳnh thì Thái Trinh không thật sự nổi trội bằng, những hoạt động âm nhạc sau đó của cô cũng khá mờ nhạt. Đối mặt với nhiều áp lực và nhiều chuyện không vui xảy ra, Thái Trinh từng mắc bệnh trầm cảm. Căn bệnh này đã dày vò tâm hồn và làm cô mệt mỏi, hoảng loạn, ảnh hưởng đến công việc và sáng tác của nữ ca sĩ rất nhiều. Nhưng thời điểm đó, bên cạnh Thái Trinh có Quang Đăng luôn hết lòng động viên nữ ca sĩ, giúp cô vượt qua trở ngại tâm lý. Trước khi đến với Quang Đăng, Thái Trinh từng có mối tình kéo dài 6 năm, sau đó là trải qua 3 năm mặn nồng với nam vũ công Quang Đăng. Từ cuộc sống đến công việc, họ luôn hỗ trợ cùng nhau, nhưng rồi Thái Trinh và Quang Đăng chia tay nhau không hề êm đẹp. Nước mắt và tổn thương đã quá nhiều trong cuộc tình này của nữ ca sĩ. Thái Trinh và Quang Đăng bắt đầu yêu nhau vào năm 2016, khi Quang Đăng dạy nhảy cho học trò của nữ ca sĩ. Sau nhiều lần tiếp xúc, cả hai nhận ra điểm chung của nhau và bắt đầu một mối quan hệ mới. Quang Đăng còn từng xuất hiện trong MV của Thái Trinh vào năm 2017. Cả hai khi ấy luôn dành những tình cảm ngọt ngào, những quan tâm chu đáo nhất dành cho đối phương. Trong 3 năm bên cạnh nhau, cặp đôi trai tài gái sắc đã cùng đi du lịch tại nhiều nước, cho nhau thật nhiều kỷ niệm đẹp. Người ngoài nhìn vào, sự hạnh phúc ấy cứ nghĩ rồi đến một ngày, cặp đôi sẽ chính thức về chung một nhà. Không chỉ sở hữu vẻ ngoài điển trai, Quang Đăng còn từng là mẫu bạn trai lý tưởng của nhiều cô gái khi anh và Thái Trinh có một chuyện tình rất dễ thương và có vô số những kỷ niệm lãng mạn khiến cộng đồng mạng ngưỡng mộ như đang hát cùng nhau. Quang Đăng nhảy tặng bạn gái nhân ngày kỷ niệm, đi du lịch khắp nơi và rất nhiều những cử chỉ, cách thể hiện tình cảm. Nhưng hồi tháng 7 năm 2019 trở đi, cặp đôi ít tương tác với nhau trên mạng xã hội, làm nổi lên nghi vấn về dấu hiệu rạn nứt giữa Quang Đăng và Thái Trinh. Đến tháng 9 2019, nữ ca sĩ chính thức thừa nhận cả hai đã đường ai nấy đi. Chuyện tình của Thái Trinh và Quang Đăng sau đó vướng nhiều tin đồn có người thứ ba là một huấn luyện viên fitness khi Quang Đăng còn đang hẹn hò với Thái Trinh. Nhiều người cho rằng đây có lẽ là nguyên nhân khiến cho cặp đôi đột ngột chia tay sau 3 năm mặn nồng. Cuối cùng, chuyện tình đẹp của cặp đôi đã tan vỡ trong nước mắt nghẹn ngào từ Thái Trinh. Sau những lời qua tiếng lại giữa ba người, trên trang cá nhân nữ ca sĩ sinh năm 1993 trích dẫn câu nói của Nico Đức Tâm về thị phi mà con người gặp phải. Thỉnh thoảng cuộc sống lại ném vào chúng ta một vài thị phi, một ít cay nghiệt, một chút khó khăn. Có kẻ cố nhặt lấy hết rồi chờ cơ hội để ném trả lại, phải sòng phẳng mới chịu, rồi dơ tốn kém cả kiếp người, vì cuộc sống chẳng bao giờ dừng lại để chúng ta có cơ hội dừng tay, cũng bận rộn cả một đời nhưng chẳng sống được bao nhiêu. Con người bị buộc chặt vào những gì mà họ không thể bỏ qua, bị đè nặng bởi những điều không thể đặt xuống, bị mệt mỏi bởi những thứ không buông xả được. Thỉnh thoảng như để bù lại, cuộc sống mang đến những ngày thật bình yên, chân thành mà sống, nhẹ nhàng mà buông, Thái Trinh viết. Trước đó chia sẻ trong một bài phỏng vấn về tin đồn tình cảm của người cũ Quang Đăng, Thái Trinh khẳng định cô không muốn nhắc tới người cũ và hiện tại cô đã hủy kết bạn nên cũng không liên lạc với Quang Đăng. Nữ ca sĩ còn ngẫm nghĩ, tôi nghĩ bất kể câu trả lời là gì, bất kể sáng nay họ nói với truyền thông ra sao thì họ cũng chỉ là lừa dối được cả thế giới, không thể lừa dối được chính bản thân mình. Dù chưa biết chính xác thực hư câu chuyện ra sao, nhưng tin đồn lần này đã khiến hình ảnh của Quang Đăng xấu đi rất nhiều trong mắt công chúng. Không ít người tỏ ra thất vọng bởi trước đó, hình tượng của Quang Đăng luôn gắn liền với vẻ ngoài điển trai và đời tư không scandal. Chuyện tình đẹp ngỡ ngàng này lại kết thúc như một người hận. Khi một người hận, một người chúc phúc cho đối phương, Thái Trinh cũng từng tránh mặt Quang Đăng trong một sự kiện. Sau khi kết thúc cuộc tình với Quang Đăng, đến hiện tại, Thái Trinh kín tiếng hơn trong chuyện tình cảm. Cô nàng từng bị gắt gập đang tình tứ với nhiều trai lạ. Cụ thể vào tháng 11 2019, hình ảnh Thái Trinh và một anh chàng khác xuất hiện tại club ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh được ghi nhận lại. Đến tháng 10 2022, Thái Trinh bất ngờ đăng tải lên trang cá nhân hình ảnh bạn trai Long Evans cùng với những lời tâm sự ngọt ngào hơn một năm yêu nhau. Thái Trinh tâm sự, những tháng ngày bên bạn trai là những ngày tháng cô tìm được bình yên sau nhiều sóng gió tổn thương. Thái Trinh từng không dám mở lòng chấp nhận tình cảm của bạn trai, nhưng nhờ sự kiên trì cùng tình cảm chân thành của anh, những tổn thương trong cô dần được chữa lành. Cô miêu tả bạn trai là người con trai Hà Nội có nụ cười hiền khô, giọng thì ấm như khăn len, có tính cách vừa lý trí vừa ấm áp khiến cô cảm giác được yêu thương mỗi ngày, cùng mong khán giả sẽ gặp được một người phù hợp và mang lại sự bình yên cho bản thân. Tuy nhiên, sau 2 năm tìm hiểu, Thái Trinh một lần nữa khép lại mối quan hệ tình cảm với người yêu kém 4 tuổi, Long Evans. Nữ ca sĩ cho biết cô chủ động lựa chọn cuộc sống độc thân nên không trải qua cú sốc tâm lý. Tôi suy nghĩ tích cực hơn sau những vấp váp, nên ở lần chia tay này đã có góc nhìn khác. Tôi biết giá trị của bản thân và nếu đối phương không nhận ra, tôi rời đi rất nhanh mà không trách móc hay tiếc nuối gì cả, cô nói. Bước ra từ giọng hát Việt mùa đầu tiên, dù ra mắt nhiều dự án, song nhiều người vẫn nhớ đến Thái Trinh là ca sĩ cover và nhiều màu tình cảm. Chia sẻ về điều này, nữ ca sĩ cho hay, con đường của mỗi người sẽ có những giai đoạn phát triển khác nhau. Việc Trinh có sở thích hát nhạc cover và chưa sẵn sàng sản xuất nhiều sản phẩm cho bản thân cũng là một quá trình Trinh phải trải qua trước khi đến được một bước ngoặt mới.